ngày 12 tháng 6 năm 2018, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, đã thông qua luật an ninh mạng số 24-2018-QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, với 7 chương 43 điều, luật an ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc ban hành luật an ninh mạng góp một phần phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, chống nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động. 2. Phòng ngừa ngăn chặn, ứng phó khắc phục hậu quả của các hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng, chiến tranh mạng khi hoạt động tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin nước ta gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 3. Phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ tác nhân tiến hành hoạt động gián điệp mạng, sử dụng không gian mạng để chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước, đặc biệt là hoạt động xâm nhập, tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 4. Đồng thời, hạn chế và tiến tới không còn tình trạng đăng tải bí mật nhà nước trên mạng internet do chủ quan hoặc thiếu kiến thức an ninh mạng. 5. Bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và áp dụng các biện pháp cần thiết tương xứng. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, sau 3 năm ban hành, luật an ninh mạng đã đi vào đời sống xã hội, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Tuy nhiên, một số đối tượng thù địch chuyên lợi dụng các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, lợi dụng không gian mạng để phát tán các tài liệu, bài viết với nội dung tuyên truyền chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xâm phạm các quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, lại cố tình hiểu sai mục đích, ý nghĩa của luật an ninh mạng. Cụ thể, chúng cố tình rêu rao rằng luật này được ban hành chủ yếu nhằm hạn chế các quyền tự do ngôn luận, dùng để chạm các nhà bất đồng chính kiến. Thực chất là các đối tượng phản động, thù địch, có khuynh hướng chống Việt Nam. Rõ ràng rằng, ở bất kỳ quốc gia nào, quyền của công dân cũng phải đi liền với nghĩa vụ, cũng phải đảm bảo quyền, lợi ích của các tổ chức cá nhân khác. Vì thế, mọi sai phạm đều phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật, không thể đánh cháo khái niệm, coi những kẻ vi phạm pháp luật là những nhà bất đồng chính kiến. Đồng thời, có thể khẳng định rằng luật an ninh mạng có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, chứ không phải là dùng để chảm những người bất đồng chính kiến như bọn chúng rêu rào.